Cuộc thi Hoa Khôi Du lịch Đà Nẵng đang diễn ra. Từ gần 400 hồ sơ, thì ban tổ chức cũng đã lựa chọn ra được 33 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết. Và vương miện dành cho cuộc thi cũng đã được đơn vị tài trợ chuyển đến ban tổ chức. Đến với cuộc thi Hoa Khôi Du lịch Đà Nẵng năm 2021 trong vai trò là nhà tài trợ trang sức chính, đơn vị chế tác vương miện cho cuộc thi, BNG đã tài trợ 3 chiếc vương miện cho 3 giải thưởng cao nhất là Hoa Khôi, Á Khôi 1 và Á Khôi 2. Tận mắt chứng kiến những đường nét vô cùng tinh xảo và những thiết kế gọi là tuyệt tác của BNG đã đưa vào từng đường nét của 3 chiếc vương miện thì mới có thể cảm nhận được rằng là sự chu đáo của ban tổ chức, sự đón tiếp nồng hậu cũng như là những gì mà BNG Việt Nam đã dành cho Miss Tourism Đà Nẵng 2022. Nét đẹp về trí tuệ, tâm hồn và sắc vóc sẽ là những đại diện phù hợp để quảng bá và giới thiệu về Đà Nẵng. Cuộc thi được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cấp phép cho công ty cổ phần Rồng Tiên Sa tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao quản lý, Sở Du lịch hỗ trợ, Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng là đơn vị phối hợp.